Lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức, em xin được gửi tới quý vị quan khách, tập thể sư phạm nhà trường và tập thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Để bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay, xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới. Tiết mục đầu tiên xin được gửi tới quý vị và các bạn một mashup rất dễ thương. Không những thế, bài hát còn rất phù hợp với không khí ngày khai trường. Xin các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho bạn Nguyễn Ngọc Minh Châu đến từ lớp 10A17 với mashup Đi học và niềm vui của em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người dân mộng xanh vô cùng ý nghĩa và tình cảm, được thể hiện bởi hai bạn Lê Trần Hải Vi đến từ lớp 10A2 và Nguyễn Lê Kim Hiền đến từ lớp 11A9. Và để khép lại chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai giảng ngày hôm nay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho các bạn trong câu lạc bộ aerobic của nhà trường với bài nhảy cổ động. Và đây cũng là tiết mục đã xuất sắc đạt giải 3 cấp thành phố trong giải nhảy cổ động cúp Milo mới diễn ra. Xin mời các bạn. Let it happen!
cảm ơn các bạn học sinh trong câu lạc bộ văn nghệ nhà trường đã mang đến buổi lễ khai giảng ngày hôm nay với những tiết mục thật hay và ý nghĩa. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, như chúng ta đã biết, kỳ thi tuyển sinh 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024 vừa qua đã diễn ra thật sôi nổi và trường chúng ta vinh dự là ngôi trường có số lượng học sinh đăng ký dự thi cũng như điểm trúng tuyển thuộc top những trường điểm cao của thành phố. Trong năm học mới 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Thủ Đức vô cùng vinh hạnh và tự hào là điểm đến đặt trọn niềm tin yêu của 791 bạn học sinh lớp 10 với thành tích rất đáng biểu dương mà các bạn đã đạt được trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua để chính thức trở thành một thành viên dưới mái nhà Trung học Phổ thông Thủ Đức. Hy vọng trường Trung học Phổ thông Thủ Đức sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của các bạn. Tại đây, các bạn sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập để khẳng định giá trị của bản thân, viết tiếp trang sử đầy vẻ vàng của nhà trường và cùng nhau dệt nên những kỷ niệm thật đẹp về thời học sinh dưới mái trường này. Và ngay bây giờ sẽ là phần ra mắt chính thức của 17 tập thể lớp 10 với toàn trường. Và không biết là toàn trường có đang hào hứng để đón chờ những gương mặt mới các bạn học sinh lớp 10 không ạ? Và không để chờ lâu thì bây giờ sẽ tới phần giới thiệu 17 tập thể lớp 10. Và các bạn khối 10 ơi, lưu ý nhé. Và khi mình đọc đến phần giới thiệu của lớp nào thì xin mời quý thầy cô, giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn hãy đứng lên để cho các thầy cô cũng như các anh chị khối 11, 12 được thấy rõ hơn một đội hình đầy năng động, nhiệt huyết. Và xin thầy cô và các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón các bạn học sinh lớp 10. Và đầu tiên là lớp 10A1. Chào mừng các bạn đến với lớp 10A1 với 39 gương mặt đáng yêu do thầy Trần Đình Hữu chủ nhiệm. Trong năm học 2023-2024, lớp 10A1 sẽ cố gắng hoàn thành tốt thành tích học tập của mỗi cá nhân nói riêng và của tập thể nói chung. Bên cạnh việc học hết sức, chúng em còn chơi hết mình, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Chúng em, lớp 10A1 sẽ luôn yêu thương, hỗ trợ cùng nhau trở thành một tập thể lớp đoàn kết, vững mạnh và câu khẩu hiệu của lớp đã thể hiện tình cảm đó. 10A1, hướng nội, ban xã hội. Và xin toàn trường cho một tràng pháo tay thật lớn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là tập thể lớp 10A1. Và xin cảm ơn lớp 10A1. Và lớp 10A2 ơi, không biết là các bạn có thể giơ tay cánh cao cánh tay của mình để cho mọi người cùng thấy được không ạ? Xin mời tập thể lớp cũng như là thầy chủ nhiệm cùng đứng lên để cho toàn trường có thể thấy được một đội hình đầy năng động và nhiệt huyết được không ạ? Bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3, lớp 10A2 gồm 48 thành viên với 40 nữ và 8 nam dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Khánh Trọng, phụ trách bộ môn toán, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dưới sự chỉ bảo của thầy, 10A2 sẽ tạo nên một năm học đáng nhớ. Và câu khẩu hiệu của lớp là Don't be shy, be a jewel. 10A2, lớp 102. Và xin cảm ơn thầy chủ nhiệm cũng như là tập thể lớp 10A2 ạ. Và tiếp theo là phần giới thiệu của lớp 10A3. Gia tộc 10A3 là tinh hoa hội tụ, có tổng 47 người, thiếu gia có 9 chàng, tiểu thư là 38, gia chủ cô Thanh Minh, dạy văn kiêm chủ nhiệm. Dù là lớp xã hội nhưng vẫn trội như ai. Địa lý tin pháp luật, ngoại ngữ 2 pháp Nhật, cùng bản ngữ STEM, chúng tôi chẳng nề hà. 10A3 chúng mình mãi mãi là gia đình, mà đã là gia đình thì phải chơi hết mình, mà đã chơi hết mình thì chẳng sợ mưa rơi. Slogan của lớp 10A3, mất ngủ vì không có đối thủ. Và các bạn hãy dành cho lớp 10A3 một tràng pháo tay thật lớn. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với lớp 10A4. Không biết là các bạn đã sẵn sàng chưa ạ?
ngôi nhà 10A4, nơi tình yêu bắt đầu và là thanh xuân rực rỡ của 47 thành viên độc nhất vô nhị, cùng với nóc nhà quyền lực là cô Nguyễn Ngọc Huyền Ngân, hứa hẹn một năm học hết sức, chơi hết mình. A4 truyền kỳ, kiên trì chính là A4, và đây cũng chính là câu khẩu hiệu của lớp 10A4. Và một lần nữa, xin cảm ơn cô Huyền Ngân cũng như tập thể lớp 10A4. Và đến với lớp 10A5, xin được gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến mọi người. Tập thể lớp em có 46 thành viên, gồm 27 nam và 19 nữ, dưới sự dẫn dắt của cô Lâm Thanh Huyền, dạy môn văn. Đến với Thủ Đức là duyên, học tốt tự nhiên là tất yếu, là giỏi xã hội là bản năng, đơn giản do có má dạy văn. Câu khẩu hiệu của lớp mình 10A5, ấm ấp niềm vui, đầy ấp điểm 10. Và các anh chị khối 11, 12 ơi, hãy cho các bạn 10A5 một tràng pháo tay thật lớn. Và chúc các bạn sẽ luôn giữ được sự nhiệt huyết và dễ thương của mình. Xin cảm ơn cô cũng như tập thể lớp 10A5. Và tiếp theo là phần giới thiệu của lớp 10A6. Lớp 10A6 có 47 thành viên, trong đó có 40 bạn nam và 7 bạn nữ. Thầy chủ nhiệm, người sẽ dẫn dắt chúng em trong năm học đầu tiên tại mái trường Trung học Phổ thông Thủ Đức này là thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn. Lớp chúng em sẽ luôn đồng hành, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau suốt năm học này với phương châm 10A6, chơi là phải máu. Và xin cảm ơn thầy cùng tập thể lớp 10A6. Và các bạn 10A7 ơi, không biết là các bạn đang ngồi ở đâu à? Và xin mời giáo viên chủ nhiệm cũng như tập thể lớp 10A7 có thể đứng lên để cho mọi người có thể thấy đúng không ạ? Lớp 10A7, chúng em xin kính chào quý thầy cô và các anh chị. Lớp chúng em gồm 45 thành viên với 35 bạn nam và 10 bạn nữ dưới sự dẫn dắt của cô Trần Thị Lan Phương. Câu khẩu hiệu của lớp chúng em là 10A7 cùng nhau nhảy, cùng nhau bay, có hay thì cũng có dở, nhưng hãy nhắc nhở để cùng nhau hay. Một câu khẩu hiệu thật là dễ thương đúng không ạ? Và xin một tràng pháo tay dành cho lớp 10A7. Và xin cảm ơn cô cũng như tập thể lớp 10A7. Và lớp 10A8 ơi, và cảm ơn các bạn. Và tập thể lớp 10A8 xin gửi lời chào nồng nhiệt tới thầy cô, anh chị cùng chung ngôi nhà Thủ Đức thân yêu. Lớp chúng em gồm 41 thành viên đến từ nhiều trường khác nhau, đã vượt qua kỳ thi khó khăn để đến với ngôi trường Trung học Phổ thông Thủ Đức với ước mơ được thể hiện hết khả năng, có được kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và cháy hết mình cho màu áo Trung học Phổ thông Thủ Đức thân thương, để mỗi bạn sẽ có được một thanh xuân rực rỡ nhất của mình tại ngôi trường này. Câu khẩu hiệu của lớp chúng em là 10A8, tỏa sáng đam mê, hết mình vì Thủ Đức. Và xin cảm ơn cô cũng như tập thể lớp 10A8. Và lớp 10A9 ơi, mái nhà 10A9 thân thương, nơi những mảnh ghép không hoàn hảo nhưng là duy nhất, nơi những con người hoàn toàn xa lạ là cùng nhau sánh bước trên đại lộ thanh xuân. Cứ thế, mái nhà 10A9 sẽ trở nên bền vững, khăng khít dưới sự dẫn đầu của cô chủ nhiệm Phạm Thị Liên. Và từ hôm nay chúng ta phấn đấu 10A9, 09 cũng 10. Và một tràng pháo tay thật lớn cho tập thể lớp 10A9 được không ạ? Và cảm ơn cô cũng như tập thể lớp. Và không biết là lớp 10A10 hiện tại đang ngồi ở đâu ạ? Xin mời cô chủ nhiệm cũng như tập thể lớp 10A10 ạ. Năm học mới đến với 48 con người xa lạ chưa biết gì về nhau, nhưng cô Nguyễn Thị Tứ đã mang chúng em lại với nhau dưới mái nhà chung mang tên 10A10. Lớp chúng em ngoài có một cô chủ nhiệm thật dễ thương, nhiệt tình thì chẳng còn gì ngoài điểm trung bình đầu vào cao nhất khối. Bên cạnh đó, 48 thành viên với những thế mạnh khác nhau sẽ cùng tạo nên nhiều tiếng cười và những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp, là những gương mặt đại diện cho tập thể lớp 10A10 được cô Tứ dìu dắt. Chúng em sẽ cố gắng phấn đấu để giữ vững hạng mục khối cho học tập lẫn phong trào như câu slogan của lớp.
10A10, nhắm mắt cũng 10, 10 điểm học tập, 10 điểm phong trào. Và xin cảm ơn cô Tứ cũng như là tập thể lớp 10A10. Và tiếp theo xin ban trường hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón lớp 10A11. Chào mừng các bạn đã đến với chuyến bay mang số hiệu 10A11 của hãng hàng không Trung học Phổ thông Thủ Đức Airlines. Cơ trưởng Võ Thị Thanh Hà, chuyên môn ngữ văn, cơ trưởng của chúng tôi hội tụ đủ bản lĩnh, chuyên môn, trách nhiệm để cầm lái chuyên cơ 10A11. Tổ bay của chúng tôi có 50 thành viên gồm 13 nam và 37 nữ. Chuyến bay A11 được cất cánh với những bạn trẻ nhiệt huyết, quyết tâm, dồi dào sức mạnh tuổi trẻ với mong muốn đích đến là thanh xuân, hạnh phúc và thành công. Phương châm của chúng tôi là: nóng giận là bản năng, bình tĩnh là bản lĩnh. Mãi đến. Và một sự dễ thương đến từ tập thể lớp A11 đúng không bạn? Và xin toàn trường dành cho lớp A11 một tràng pháo tay thật lớn. Và tiếp theo xin mời tập thể lớp 10A12. Chiến hạm 10A12 mang số hiệu 232649 do tàu trưởng Võ Thị Tuyết đảm nhiệm. Xin kính chào mọi người. Chiến hạm gồm có 49 nòng pháo cỡ lớn, bao gồm 23 nòng làm từ vanadium mềm mại nhưng dư sức làm đúng tim các bạn thủ đức ơ, và 26 nòng pháo làm từ FE cứng cỏi để lên nòng nã đạn và những ai dám xâm phạm lãnh thổ. Câu khẩu hiệu của lớp 10A12: đụng là chạm, 10A12 không ngán một ai. Và xin cảm ơn cô cũng như tập thể lớp 10A12. Và tiếp theo là phần giới thiệu tập thể lớp 10A13. Không biết các bạn lớp 10A13 ơi, các bạn hãy giơ tay của các bạn lên để cho MC thấy được không ạ? À, lớp 10A13. Chúng em xin kính chào quý thầy cô, chào các bạn Thủ Đức ơi, chào mái trường thân yêu. Là những thành viên mới mang trong mình sự nhiệt huyết, năng động, 47 thành viên lớp 10A13 với sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thị Thúy Vinh đã sẵn sàng để được học hỏi, khám phá, chinh phục nhiều thử thách. Trong hành trình chinh phục kiến thức sắp tới, được thầy cô dìu dắt, bạn bè ủng hộ và giúp đỡ là một nguồn động lực vô cùng quý báu đối với tập thể chúng em. Dream Big, Learn Bigger, một khởi đầu mới, 10A13 sẽ biến mọi ước mơ thành sự thật. Và một tràng pháo tay thật lớn cho tinh thần đầy nhiệt huyết của lớp 10A13 là dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ, dám học hỏi và nỗ lực. Và tiếp đến là lớp 10A14. Lớp 10A14 được dẫn dắt bởi thầy chủ nhiệm Phạm Trần Trọng Trí. Lớp định cư tại phòng học số 5, tầng trệt, lốc C thuộc căn hộ cao cấp trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. 10A11 có 48 thành viên với 27 gái sinh thuộc phái Nga Mi, 21 trai đẹp thuộc phái Võ Đan. Mục tiêu của lớp 10A14 là: điểm 10 lớp sẽ cố gắng đạt lấy, 4 là không khiêm tốn trong học tập, thi đua và các hoạt động của trường. Lớp 10A14 đoàn kết, phát triển, bay cao, bay xa và biến ước mơ của mình thành hiện thực. Và câu khẩu hiệu của lớp là 10A14, not perfect but only one, không hoàn hảo nhưng là duy nhất. Và xin cảm ơn thầy cũng như tập thể lớp 10A14. Và lớp 10A15 ơi, SOS 10A15 căng đét. Tập thể lớp 10A15 chúng em gồm 47 thuyền viên, trong đó có 18 nam và 29 nữ dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng cô Nguyễn Ngọc Tiên. Khẩu hiệu của lớp em là 10A15, cô dạy hóa, đàn con chói lóa. Và quá dễ thương đến từ lớp 10A15 đúng không ạ? Và tiếp theo sẽ là phần giới thiệu đến từ các bạn lớp 10A16. Xin kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn tân học sinh trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Lớp 10A16 do cô Trần Thị Thu Huyền phụ trách gồm 49 bạn. Mỗi thành viên tuy mang một nét đặc trưng nhưng sẽ cùng nhau tạo nên một A16 riêng biệt. Với tinh thần đoàn kết, năng nổ và sáng tạo,
Chúng em hứa hẹn sẽ cùng nhau oanh tạc mọi hoạt động phong trào ở trường vì thuộc khối tự nhiên, tổ hợp hóa sinh. Do đó, slogan của lớp là 10A16, vui chơi không cấu, vì kho báu, học hóa sinh đến khô máu. Và một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho tinh thần của lớp 10A16 nữa các bạn. Và cuối cùng là phần giới thiệu đến từ tập thể lớp 10A17. A17 ơi, A17 à, A17 chúng ta có gì? A17 có hóa sinh tinh địa, A17 có thầy Thái đẹp trai, A17 đoàn kết, năng động, sáng tạo, A17 là nhất, A17 cân cả trái đất. Và câu khẩu hiệu của lớp là 10A17, bẻ gãy mọi giới hạn. Và xin một tràng pháo tay thật lớn cho tập thể lớp 10A17. Và một lần nữa, toàn trường chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sự ra mắt thật ấn tượng của các bạn học sinh khối 10 trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Và xin mời quý thầy cô là giáo viên chủ nhiệm khối 10, chúng ta hãy quay về hàng ghế đại biểu để cùng dự tiếp chương trình ạ. Sau phần giới thiệu ra mắt các bạn học sinh khối 10 sẽ là nghi thức chào cờ. Sau đây em xin được kính mời thầy Phan Văn Tuân, giáo viên tổ giáo dục quốc phòng sẽ điều hành nghi thức. Xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh đứng dậy chuẩn bị lâm lễ cho cờ. Toàn trường chú ý, 1 phút chỉnh trang y phục. Tất cả chú ý, người hướng về cờ nước, cờ đảng, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh. Chào cờ, quốc ca. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng yêu quốc, bước chân rộn vang trên đường khắp miền xa. Cờ in máu chiến thắng. Mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh an toàn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến, cứ mỗi độ thu về, hòa chung không khí tưng bừng của đất nước kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9 thì bao thế hệ giáo viên, học sinh lại nhân thêm niềm vui háo hức của ngày lễ khai trường. Sáng đầu thu trong xanh, em mặc quần áo mới đi đón ngày khai trường, vui như là đi hội.
ngày lễ khai giảng năm học 2023-2024 ngày hôm nay đối với thầy và trò trường Trung học Phổ thông Thủ Đức có lẽ sẽ là một ngày thật đặc biệt bởi những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của bao thế hệ giáo viên, cán bộ, công nhân viên và các bạn học sinh thân yêu của nhà trường đã được các cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, đánh giá cao. Ngày hôm nay, trong không khí hân hoan của buổi tụ trường, thầy và trò nhà trường lại tề tựu về đây để khởi động năm học mới với những nhiệt huyết và cả những khát khao chinh phục những tầm cao mới. Và đó chính là những lý do của buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Về dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò trường Trung học Phổ thông Thủ Đức, em xin được trân trọng giới thiệu về phía đại biểu lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân phường Bình Thọ, em xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Trần Thị Hoài Tâm, Phó ban Ban tổ chức Thành ủy Thủ Đức, đồng chí Võ Văn Việt, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức, đồng chí Đặng Thị Thanh Nhã, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thủ Đức, đồng chí Lê Minh Tuấn, Trưởng ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Thị Lan Hoa, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức, đồng chí Thi Văn Ngọc Tuấn, Thành đoàn thành phố Thủ Đức, đồng chí Liên Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, đồng chí Nguyễn Khánh Hòa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thủ Đức, và về phía các trường đại học, trung tâm xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của tiến sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Doãn Văn Tuân, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen, bà Đỗ Hoàng Anh Ngọc, Giám đốc Tài chính Trung tâm KDI Education, về phía ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Huỳnh Thị Hoa Sen, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, bà Trần Minh Anh Đào, phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, cùng sự hiện diện vô cùng đáng quý của các ông bà đại diện cho ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Về phía nhà trường, em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thầy cô nguyên là lãnh đạo và các thầy cô đã công tác tại nhà trường trong các giai đoạn trước. Thầy Nguyễn Hữu Diệu, nguyên hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Cô Nguyễn Thị Minh Hảo, nguyên phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Về phía nhà trường, em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Lê Ngọc Khái, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Thầy Võ Thanh Toàn, phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Phạm Thị Thủy, chủ tịch công đoàn nhà trường. Và sự hiện diện vô cùng quan trọng của toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên và hơn 2.200 học sinh của nhà trường đã có mặt đông đủ trong buổi lễ ngày hôm nay. Và một lần nữa xin toàn trường cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự có mặt đông đủ của quý vị đại biểu đã đến dự lễ khai giảng của trường chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, để chúc mừng thầy và trò trường Trung học Phổ thông Thủ Đức nhân dịp năm học mới, nhiều cơ quan, ban ngành đã có những lẵng hoa tươi thắm gửi tặng. Đầu tiên là lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức
Xin trân trọng kính mời thầy Lê Ngọc Khái, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên sân khấu để nhận hoa. Xin kính mời thầy và xin mời đồng chí Trần Thủy Hòa Tâm, phó ban ban tổ chức Thành ủy Thủ Đức, đại diện Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức sẽ lên tặng hoa cho nhà trường. Trân trọng kính mời. Đồng chí kính chúc đồng chí nhiều sức khỏe. Và trong ngày vui của thầy và trò trường Trung học phổ thông Thủ Đức ngày hôm nay, chúng ta còn nhận được sự quan tâm, đó là phần quà chúc mừng từ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thọ. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Liên Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ, đại diện Ủy ban nhân dân phường Bình Thọ lên tặng quà cho nhà trường. Xin trân trọng kính mời. Và cảm ơn đồng chí, kính chúc đồng chí nhiều sức khỏe. Và từ phía ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, xin được trân trọng kính mời cô Huỳnh Thị Hoa Sinh, trưởng ban đại diện mẹ học sinh nhà trường, đại diện lên tặng hoa. Cảm ơn cô và kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn quan tâm đồng hành với nhà trường trong sự nghiệp giáo dục. Và từ phía trường Đại học Hoa Sen có phần quà chúc mừng đến tập thể sư phạm trường Trung học phổ thông Thủ Đức nhân ngày khai giảng. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Doãn Văn Tuân, giám đốc trung tâm tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen lên tặng quà cho nhà trường. Trân trọng cảm ơn thầy, kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe. Và về phía trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UIS, xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Phạm Võ Nguyên, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tài chính sẽ lên sân khấu để tặng hoa chúc mừng cho trường Trung học phổ thông Thủ Đức. Và ngồi hoa chúc mừng đến từ trường Đại học Kinh tế Tài chính thì ngay trên sân khấu, tiến sĩ Phạm Trọng Nghi đã trao tặng một phần học bổng trị giá 3 triệu đồng cho trường Trung học phổ thông Thủ Đức và đề nghị các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn. Trong buổi lễ ngày khai giảng hôm nay, thầy và trò trường Trung học phổ thông Thủ Đức vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, chúc mừng của nhiều đơn vị đồng hành. Xin được cảm ơn các lọ hoa chúc mừng đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trường Kinh doanh Sài Gòn SBS, trường Đại học Văn Lang, trung tâm KDI Education, công ty cổ phần phát triển giáo dục học đường và du lịch Hữu Nghị, công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trung tâm ngoại ngữ tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm ngoại ngữ Major Education, công ty du lịch Sài Gòn, công ty du lịch Tân Thanh, trung tâm du lịch quốc tế G7 Education. Và một lần nữa xin quý vị và các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn đến những lãng hoa tươi thắm từ các đơn vị đồng hành.
thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, trong lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và dựng nước của dân tộc, giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu, hiện tại là nguyên khí quốc gia. Để viết tiếp truyền thống hiếu học đó, vào mỗi đầu năm học, Chủ tịch nước đã viết thư chúc mừng, động viên thầy và trò ngành giáo dục. Trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, thầy trò trường Trung học phổ thông Thủ Đức vô cùng phấn khởi khi nhận được những lời chúc mừng của đồng chí Chủ tịch nước. Sau đây em xin được trân trọng kính mời đồng chí Liên Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ lên thay mặt đọc thư của Chủ tịch nước. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức. Kính thưa các thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Được sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, thay mặt cho lãnh đạo địa phương, tôi xin đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Thân gửi các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Một năm học mới lại bắt đầu. Đây là sự trở lại và cũng là khởi đầu cho những điều đẹp đẽ và đáng nhớ trong đời. Các em dù ở lứa tuổi nào, cấp học nào, miền núi hay đồng bằng, biên giới hay hải đảo xa xôi, hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời. Mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Thế giới và tương lai của các em đang rộng mở. Thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu chỉ đạt được khi đất nước có những công dân trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác. Tôi luôn đặt niềm tin vào các em. Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng của tổ quốc mình trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ hoài bão cao đẹp của các em. Đảng, nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình và xã hội. Một quốc gia muốn phát triển phải có nền giáo dục chất lượng cao và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Tôi mong các cô giáo, thầy giáo luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao quý. Tôi mong các bậc phụ huynh vì tương lai con em mình hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục chăm lo cho các em. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng trong thực hiện thành công đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục nước nhà. Trong tiếng trống tựu trường hân hoan của mùa thu năm nay, tôi thân ái chúc các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ ngành giáo dục và các bậc phụ huynh bước vào năm học mới với khí thế mới, cùng thi đua dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, có nhiều tiến bộ và thành tựu mới. Dù còn đó những băn khoăn, trăn trở khi bước vào năm học mới, song tất cả chúng ta hãy vững vàng tiến bước, vượt qua khó khăn,
kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển. Thân ái, Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã ký. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Và kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong những năm gần đây, trường Trung học Phổ thông Thủ Đức không ngừng đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng các hình thức giáo dục từ trang bị kiến thức đến phát triển kỹ năng cho học sinh, đẩy mạnh việc dạy và học ngoại ngữ, giáo dục STEM. Bên cạnh đó, kết quả dạy và học của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Thủ Đức không ngừng được nâng cao, điểm tuyển sinh vào lớp 10, học sinh tham gia và đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi, cùng tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường cao đẳng đại học luôn nằm ở nhóm các trường có thành tích cao của thành phố. Để ghi nhận kịp thời những cống hiến, đóng góp của tập thể sư phạm nhà trường cũng như bao thế hệ học sinh, tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 vừa qua, thầy và trò đã vinh dự nhận được sự biểu dương, ghi nhận đến từ các cấp lãnh đạo thành phố và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố. Sau đây, em xin trân trọng kính mời và bước lên sân khấu đồng chí Trần Thị Hoài Tâm, Phó Ban Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Đức, đồng chí Võ Văn Việt, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức sẽ đại diện lên trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2022-2023 cho trường Trung học Phổ thông Thủ Đức và giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho tập thể sư phạm nhà trường đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động đổi mới giáo dục trung học năm 2022-2023. Và sau đây em xin được trân trọng kính mời thầy Lê Ngọc Khái, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung, Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy Võ Thanh Toàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ thay mặt tập thể sư phạm nhà trường lên đón nhận danh hiệu cao quý này. Cô và các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa để chúc mừng danh hiệu cao quý mà trường chúng ta vừa đạt được. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong năm học 2022-2023 vừa qua, nhà trường đã tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp quản lý và giáo dục, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp nối thành quả năm học trước. Năm học mới 2023-2024, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Thủ Đức đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Sau đây, em xin trân trọng kính mời thầy Lê Ngọc Khái, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường sẽ lên đọc phát biểu khai giảng năm học. Xin trân trọng kính mời thầy. Trước khi phát biểu, thầy có cái đề nghị các em học sinh ngồi phía sau chúng ta tập trung vào. Thầy nghe rất nhiều tiếng ồn của các em phía bên tay trái và bên tay phải của thầy. Các em cựu học sinh của nhà trường, các em ngồi xuống đi ạ, mà không nói chuyện riêng. Nhờ các thầy giám thị ghi nhận là những học sinh nói chuyện. Kính thưa đồng chí Trần Thị Hoài Tâm, Phó Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Võ Văn Việt, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Thanh Nhã, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Lê Minh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế Ủy ban dân Thành phố Thủ Đức. Kính thưa đồng chí Lê Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Diệu, Nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Cô Nguyễn Thị Minh Hảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa bà Huỳnh Thị Hoa Sen, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, cùng các ông bà trong Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Kính thưa
toàn thể quý thầy cô giáo, nhân viên, em học sinh khối 10, 11, 12 yêu quý. Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào mừng năm học mới. Hôm nay thực hiện các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành, trường ta long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Trong khuôn khổ buổi lễ khai giảng, tôi xin tóm tắt lại những thành tựu nhà trường đạt được trong năm học 2022-2023 một cách ngắn gọn tóm tắt, đồng thời đề ra một số những giải pháp quan trọng trong năm học 2023-2024 như sau. Về kết quả dạy học, trong năm học vừa qua, trường ta đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Cụ thể, về kết quả học lực, học sinh khối 10 thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt trên 96% học lực từ khá, giỏi và xuất sắc. Chỉ có 3,9% học sinh đạt học lực trung bình. Đối với khối 11, 12 thực hiện theo chương trình cũ, tỷ lệ học sinh đạt loại khá, loại giỏi là trên 95%, chỉ có 4,8% học sinh xếp loại học lực trung bình. Về hạnh kiểm, chỉ có 3 học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình, chiếm tỷ lệ 0,13. Như vậy, trên 99% học sinh của nhà trường đều được xếp hạnh kiểm từ khá trở lên đến tốt. Về kết quả dạy học tin học mốt, nhà trường có đạt tỷ lệ gần 97% học sinh có chứng chỉ mốt. Trong đó 63 học sinh đạt 1.000 điểm trong kỳ thi chứng chỉ mốt theo chuẩn quốc tế. Về ngoại ngữ tự chọn, đạt tỷ lệ trên 98% trên trung bình. Về chứng chỉ IELTS, có 82 học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5 chấm trở lên. Về giáo STEM, học sinh nhà trường đạt nhiều giải cao, 10 giải của Sở Khoa học Công nghệ tổ chức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, trường đạt được 3 giải tập thể, 1 nhất, 1 nhì, 1 giải khuyến khích. Đội tuyển giáo STEM nhà trường đã đạt được giải cao trong cuộc thi quốc gia và quốc tế. Về tổ chức cho học sinh tham gia thi tin học văn phòng quốc gia, trường ta đạt 5 trên 7 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Về kết quả thi tốt nghiệp đạt 100%, chỉ có một học sinh hòa nhập là không đạt. Và trong đó có nhiều bộ môn đạt được điểm cao, tất cả các môn đều đạt trên trung bình của thành phố. Trong đó có bộ môn ngữ văn được xếp thứ nhất về điểm trung bình của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt được 7.2. Bộ môn giáo dục công dân đạt gần 9 chấm trung bình của kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi. Về kết quả thi đua, trường đạt tập thể xuất sắc, đạt điểm thi đua đứng thứ hai tất cả các trường trung học phổ thông của địa bàn thành phố Thủ Đức. Công đoàn hoàn thành xuất nhiệm vụ, đoàn thanh niên hoàn thành xuất nhiệm vụ, nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của thành đoàn và nhận bằng khen của trung đoàn. 116 trên 118 giáo viên nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 17 giáo viên đề xuất danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 giáo viên đề xuất danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kính thưa quý vị, thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh, kết quả trên nhờ sự cố gắng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, sự nỗ lực, sự cố gắng của từng học sinh và sự đóng góp của các tổ chức ban ngành địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và các đơn vị, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho nhà trường trong năm học 2022-2023. Kính thưa quý vị, nhằm phát huy những thành tựu trong năm học vừa qua và đề ra những giải pháp nhiệm vụ chính trong năm học 2023-2024, thực hiện nghị quyết 222 ngày 15 tháng 7 năm 23 của Thành ủy Thủ Đức về lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết 98 Quốc hội khóa 15 ngày 24 tháng 6 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh cùng các văn bản chỉ đạo của Bộ ngành Giáo dục Đào tạo năm học 2023-2024, trường ta đề ra một số nhiệm vụ chính và giải pháp như sau. Một là triển khai và thực hiện có hiệu quả chất lượng giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông, giúp học sinh phát triển năng lực và phẩm chất bằng việc học đi đôi với hành, lý luận gắn liền thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục của địa phương và gia đình. Hai, tập trung giáo dục cho học sinh về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, pháp luật, kỹ năng sống, giá trị sống, truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tôn dân tộc, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với giáo cho các em về không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo tinh thần kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị. 3. Phân cấp phân quyền trong quản lý điều hành nhà trường theo định hướng phát huy tính chủ động,
linh hoạt, tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện đầy đủ nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 đối với khối 12 và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với khối 10 và khối 11. Thực hiện tốt Nghị định 60 năm 21 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, Nghị định số 24 năm 21 của Chính phủ về quy định quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập. 4. Phát huy những thành quả đạt được về chương trình giáo dục nhà trường trong những năm qua, duy trì và nâng cao số lượng học sinh giỏi cấp thành phố, tỷ lệ học sinh khá giỏi trong năm học, tỷ lệ điểm bình quân thi tốt nghiệp học sinh khối 12 năm 2023, các kết quả dạy học tin học theo chuẩn quốc tế, các kỳ thi của thành phố, quốc gia, chất lượng dạy học quý 2, ngoại ngữ chọn và giáo dục STEM. 5. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, Nghị quyết 8 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về phương hướng nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 21-25, Nghị quyết 98 năm 2023 ngày 24 tháng 6 của Quốc hội về thí điểm cơ chế phát triển chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trường ta đề ra các chương trình đề án và nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính trong dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, xây dựng dữ liệu số dạy học dùng chung, dữ liệu dùng chung trong quản trị và cải cách thủ tục hành chính nhà trường, tăng cường kiểm tra giám sát, tự kiểm định chất lượng giáo dục. 6. Đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, thu hút sự đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, vận động cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học để giúp nhà trường có điều kiện nâng cấp bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị dạy học, chăm lo chú đáo cho học sinh về sức khỏe vật chất, tinh thần. Kính quý vị, với sự đập và quyết tâm cao của đội ngũ cha mẹ học sinh, năm 2023-2024 là năm học đầu tiên nhà trường hoàn thành hạng mục đầu tư theo phương thức trả chậm, thiết thực chào mừng 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe học sinh, góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động giáo dục. 95% phòng học bán trú nhà trường độc lập với phòng học, có máy lạnh, giường nghỉ, 100% phòng học đều được trang bị máy lạnh. Trường mong đợi học sinh cùng cha mẹ học sinh chủ động hỗ trợ kinh phí để cùng nhà trường sử dụng khai thác có hiệu quả, từng bước quyết toán các hạng mục mà nhà trường và các em học sinh được thừa hưởng. 7 là tăng cường công tác giáo dục chính trị, quốc phòng an ninh, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên gương mẫu là tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh noi theo, xây dựng trường học hạnh phúc. Mỗi thầy cô giáo, học sinh nhà trường hãy lan tỏa tinh thần mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Xây dựng nhà trường không chỉ là cái nôi giáo dục tri thức mà còn là cái nôi của sự tôn trọng, sự công bằng, tình yêu thương, sự chăm sóc sẻ chia, giúp đỡ, phục vụ, cống hiến để tất cả chúng ta cùng tỏa sáng và làm nên giá trị nhân và tập thể. Chúng ta chỉ đón nhận niềm vui của người khác mà còn trao lại cho mọi người niềm vui, sự hy sinh, sự tôn trọng, phát triển tư duy tích cực, yêu sự học, không ngừng rèn luyện bản thân để hoàn thiện chính mình. 8 là để giáo dục nhà trường từng bước hội nhập khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, ngoại ngữ tự chọn, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Pháp, giáo dục STEM, bồi dưỡng cho học sinh kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông trong giáo dục, giúp người dân, phụ huynh và học sinh hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. 10 là học sinh cần trau dồi kỹ năng sử dụng mạng xã hội, thực hiện tốt luật an ninh mạng, tìm hiểu và chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm, có văn hóa, đúng luật để khai thác cái tốt, tránh xa những thông tin xấu độc, làm giàu tri thức cho bản thân, không lạm dụng mạng xã hội để làm những điều ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, thầy cô, tập thể, nhà trường, quê hương, đất nước, thành phố. Chuẩn bị hành trang đầy đủ để chúng ta bước vào thời đại hội nhập khu vực và quốc tế. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế, an toàn, an ninh trường học, tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm. Kính thưa quý vị, thưa quý thầy cô, các em học sinh thân mến, để năm học 2023-2024 thực sự thành công tốt đẹp, ngoài sự nỗ lực của thầy trò, các giải pháp của cán bộ quản lý nhà trường, Trường Trung học Phổ thông Thủ Đức tiếp tục mong đợi sự hỗ trợ, quan tâm, chỉ đạo của các cấp các ngành, của Sở Dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành phố Thủ Đức, Đảng ủy, Ban nhân dân, Hội đồng dân phường Bình Thọ, các ông bà trong ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh,
các tổ chức, các cá nhân và các đối tác của nhà trường sẽ cùng đồng hành với thầy và trò trong năm học này. Kính thưa quý vị, trước thềm năm học mới, tôi tin tưởng rằng với ý chí, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể, sự tích cực hỗ trợ của từng cha mẹ học sinh, thầy trò trường ta sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Kính thưa quý vị, thay mặt Hội đồng Sư phạm, tôi xin tuyên bố chính thức khai giảng năm học 2023-2024. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin trân trọng, kính chào. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tháng 9 năm 1946, người đã căn dặn: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ vang, sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ công học tập của các em. Để hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, em xin được trân trọng giới thiệu bạn Hồ Thị Thùy Giang, học sinh lớp 10A10, đại diện cho các bạn học sinh toàn trường, lên đọc lời hứa, bộc lộ sự quyết tâm chinh phục đỉnh cao tri thức và hoàn thiện bản thân. Xin mời bạn. Kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô, các anh chị khối 11, khối 12 cùng toàn thể các bạn học sinh khối 10 thân mến. Em tên là Hồ Thị Thùy Giang, học sinh lớp 10A10. Trong không khí tưng bừng của ngày khai giảng hôm nay, em rất vinh dự và tự hào được đại diện các bạn khối 10 bày tỏ đôi dòng cảm xúc và suy nghĩ của em khi được học tại trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Kính thưa quý vị, quý thầy cô, cũng như rất nhiều các bạn học sinh cuối cấp 2 khác, chúng em phải lựa chọn cho mình một ngôi trường phổ thông phù hợp. Và em đã chọn ngôi trường năng động, thân thiện, quốc tế nhưng rất kỷ luật, trường Trung học Phổ thông Thủ Đức. Em xin mượn một vài từ như vậy để diễn tả suy nghĩ của em về trường. Sau đó, khi biết mình đậu vào trường, bao nhiêu cảm xúc hòa lẫn trong em, vừa vui sướng, hạnh phúc vì đạt được điều mình mong muốn, vừa hồi hộp, lo lắng liệu mình có thích nghi được với môi trường hoàn toàn mới hay không. Tất cả những cảm xúc ấy như dồn nén trong em cho đến ngày em chính thức bước chân vào trường. Vượt qua cánh cổng trường, bước vào trong sân, em bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của sân trường, của hàng cội già vươn mình uy nghi trong nắng. Trường lớn và đẹp hơn trong tưởng tượng của em rất nhiều. Nỗi lo lắng của em cũng dần tan biến khi được tiếp xúc với các cô, chú, nhân viên, các thầy cô tiếp nhận hồ sơ nhập học với sự thân thiện, nhẹ nhàng và niềm nở. Em nôn nao chờ ngày tập trung học sinh khối 10, lòng tràn đầy hồi hộp vì không biết các bạn mới sẽ như thế nào. Nhưng khi vừa gặp mặt, ngay lập tức chúng em đã làm quen và trò chuyện rất vui vẻ. Em cảm thấy thật may mắn khi được gặp các bạn thân thiện, dễ gần và hòa đồng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, em thật sự ấn tượng với ngày hội chào đón học sinh khối 10 được các thầy cô và các anh chị nồng nhiệt chào đón. Đó là một ngày thật vui và giá trị. Các anh chị được giới thiệu về các câu lạc bộ để chúng em có thể tham gia phát triển các kỹ năng. Còn có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa khác. Và trên hết, chúng em nhận ra nơi đây chúng em được yêu thương thật nhiều. Nơi đây sẽ không chỉ cho chúng em kiến thức mà còn rèn luyện cho chúng em sự tự tin và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống sau này. Trong không khí hân hoan của buổi tựu trường, chúng em hứa chúng em sẽ sống, sẽ học trong niềm tri ân, lòng biết ơn để không phụ sự yêu thương, kỳ vọng của thầy cô và cha mẹ. Chúng em sẽ luôn cố gắng, phấn đấu, rèn luyện để trở thành một người tròn ngoan, một học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập và là một thành viên hữu ích của xã hội sau này. Chúng em xin giữ lại thật nhiều điều và cảm xúc muốn chia sẻ nữa ở trong tim để xem nó như là nguồn động lực tiếp sức mãi trên chặng đường sắp tới của chúng em.
Lời cuối, em xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý thầy cô, các anh chị khối 11, khối 12 và các bạn khối 10. Kính chúc trường chúng ta năm học sắp đến đạt được nhiều kết quả khi cao. Chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Xin cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh, để ghi nhận và động viên một cách kịp thời các thành tích cao mà học sinh nhà trường đã đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh 10 vừa qua, nhà trường đã chuẩn bị những phần quà để ghi nhận và chúc mừng các bạn học sinh. Sau đây em xin trân trọng kính mời thầy Võ Thanh Toàn, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ điều hành phần khen thưởng. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa quý vị đại biểu, sau đây tôi xin phép được đọc quyết định khen thưởng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trường Trung học phổ thông Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 8 năm 2023 quyết định số 45 và quyết định số 44 và quyết định số 45 về khen thưởng và khen thưởng giáo viên và học sinh đạt các thành tích xuất sắc tại lễ khai giảng năm học 2023-2024. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời thầy Lê Ngọc Khải, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên bục trao thưởng cho giáo viên. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin trân trọng kính mời thầy Tống Phúc Hiệp, giáo viên bộ môn tin học đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh tham dự cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Viettel 2023 cấp quốc gia. Xin nhắc lại, xin mời thầy Tống Phúc Hiệp ạ. Xin nhân rộng kính mời thầy Quách Thiện Vương, giáo viên bộ môn STEM đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh tham dự cuộc thi lắp ráp và lập trình robot dành cho học sinh năm 2023 cấp thành phố Hồ Chí Minh và cấp quốc tế. Xin cảm ơn quý thầy. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Hoài Tâm, phó ban ban tổ chức Thành ủy Thủ Đức lên bục trao thưởng ạ. Sau đây là phần khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023. Xin mời đại diện của tập thể tổ hóa học. Tiếp theo, xin mời tập thể tổ ngữ văn. Tiếp theo, xin mời tập thể tổ lịch sử. Mời tập thể tổ quản lý giáo dục học sinh, giáo dục địa phương và địa lý.
Tiếp theo xin kính mời tập thể tổ Anh Văn. Tiếp theo xin mời tập thể tổ Tinh Hồng. Tiếp theo mời tập thể tổ giáo dục công dân. Tiếp theo xin mời tập thể tổ giáo dục quốc phòng và an ninh. Và xin tiếp theo mời tập thể tổ văn phòng. Xin toàn trường cho một tràng pháo tay để chúc mừng 9 tập thể tổ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023. Xin cảm ơn quý thầy cô ạ. Tiếp theo xin kính mời đồng chí Võ Văn Việt, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức lên bục trao thưởng ạ. Sau đây là phần khen thưởng học sinh. Thầy xin mời em Trịnh Long Vũ, lớp 11A12, giải khuyến khích cấp quốc gia, Tinh học văn phòng thế giới. Và sau đây là phần khen thưởng 8 em học sinh đã đạt giải cấp thành phố và giải cấp quốc tế cuộc thi lắp ráp và lập trình robot. Ở giải quốc tế thì 8 bạn này cũng đã đạt giải nhất cấp quốc tế à. Sau đây xin trân trọng khen thưởng em Phạm Huỳnh Anh Khoa, lớp 10A5. Xin mời em Bùi Hải Nguyên, lớp 10A5. Xin kính mời em Dương Duy Anh, lớp 12A1. Tiếp theo em Phan Hoàng Phương, lớp 12A1. Tiếp theo em Nguyễn Bình Quý, lớp 10A5. Tiếp theo xin mời em Lê Đình Trung, lớp 10A5. Tiếp theo xin mời em Đào Chí Hiếu, lớp 11A3. Tiếp theo xin mời em Trần Vinh Quang, lớp 11A1. Một lần nữa, toàn trường có một tràng pháo tay để chúc mừng các bạn đạt thành tích xuất sắc cấp quốc gia và cấp quốc tế. Xin cảm ơn đồng chí và các em học sinh ạ. Tiếp theo xin kính mời đồng chí
Liên Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ lên bục trao thưởng cho các em học sinh ạ. Xin trọng kính mời. Tiếp theo là phần trao thưởng cho các em học sinh khối 12 đã đạt kết quả cao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm học 2023. Đầu tiên thầy xin mời em Hà Lê Phương Trâm, lớp 12A17, đạt điểm tốt nghiệp là 8,85 và điểm 26,45 khối D. Tiếp theo em Đào Trịnh Thịnh đạt kết quả tốt nghiệp là 8,73. Tiếp theo xin mời em Triệu Chí Phong, lớp 12A17, đạt điểm tốt nghiệp là 8,73 và điểm cao nhất khối C 26,75. Tiếp theo xin kính mời em Nguyễn Lê Bảo Danh, lớp 12A4, điểm tốt nghiệp là 8,67 và điểm khối A1 là 26,9. Tiếp theo xin mời em Hồ Khải Di, lớp 12A17, đạt điểm kết quả tốt nghiệp là 8,63. Tiếp theo xin mời em Vũ Hoàng Nam, lớp 12A1, đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 8,6. Tiếp theo xin mời em Nguyễn Tấn Phát, lớp 12A2, đạt điểm khối A cao nhất là 26,3. Xin mời em Nguyễn Trường Giang, lớp 12A9, đạt điểm kết quả khối B cao nhất là 26,45. Xin mời em Từ Ngọc Tâm Như, lớp 12A15, đạt điểm khối C là 25,75. Xin kính mời em Lê Vũ Ngọc Hân, lớp 12A2, đạt điểm kết quả khối D là 26,4. Một lần nữa xin toàn trường cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 10 bạn đã đạt kết quả tốt nghiệp cao trong kỳ thi vừa rồi ạ. Xin cảm ơn đồng chí Thiện và các em học sinh ạ. Tiếp theo xin mời đồng chí Nguyễn Thị Lan Hoa, phó thuộc khuyến học thành phố Thủ Đức lên bục trao thưởng cho các em học sinh ạ. Các em lớp 10 đã đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Xin kính mời em Phan Thị Ngọc Anh, lớp 10A4, đạt điểm là 27,5. Mời em Phạm Minh Châu, lớp 10A10, đạt điểm 27,25. Tiếp theo xin mời em Đặng Nguyễn Gia Bảo, lớp 10A12, 27,25. Tiếp theo xin mời em Nguyễn Tuấn Minh, lớp 10A6, đạt kết quả 27 điểm. Tiếp theo xin mời em Châu Trần Khánh An, lớp 10A10, đạt kết quả 26,75. Tiếp theo xin mời em Nguyễn Trọng Tính, lớp 10A10, đạt kết quả 26,75.
xin mời cô. Một lần nữa xin toàn trường cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 6 bạn ở khối 10 đã đạt điểm tuyển sinh cao nhất vào trường trung học phổ thông Thủ Đức. Dạ rồi, xin cảm ơn cô ạ. Rồi xin mời 6 bạn đứng lại ạ. Trung tâm Anh ngữ Yola có 6 phần học bổng tặng chúc mừng các em lớp 10 đã đạt thành tích tốt trong tuyển sinh. Xin mời cô Hồ Nguyễn Thái Oanh, trưởng chi nhánh Anh ngữ Yola Thủ Đức lên trao học bổng cho các em học sinh. Xin trân trọng kính mời. Xin toàn trường cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Trung tâm Anh ngữ Yola. Xin cảm ơn cô và các em học sinh ạ. Tiếp theo xin mời đồng chí Đặng Thị Thanh Nhã, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thủ Đức lên bục trao thưởng cho các em học sinh ạ. Xin trân trọng kính mời. Đầu tiên là khen thưởng em học sinh đã tích cực tham gia các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2023. Thầy nhiệt liệt chúc mừng em Hoàng Nguyễn Thảo Vi, lớp 12A1. Xin chúc mừng em Nguyễn Phương Trang, lớp 12A13. Tiếp theo xin chúc mừng em Lê Ngọc Anh Thi, lớp 11A9. Xin chúc mừng em Võ Dương Hoàng Anh, lớp 11A8. Tiếp theo xin chúc mừng em Nguyễn Khánh Ly, lớp 11A18. Xin toàn trường cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 5 bạn đã tích cực trong hoạt động chiến dịch Hoa Phượng Đỏ. Xin cảm ơn cô và các em học sinh. Tiếp theo xin mời bà Huỳnh Thị Huỳnh Sen, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lên trao phần thưởng cho các em học sinh ạ. Xin trân trọng kính mời. Và giải thưởng cuối cùng của sáng ngày hôm nay, xin chúc mừng đội Aerobic trường Trung học Phổ thông Thủ Đức đã đạt A3 Cúp Milu năm học 2023. Đội Aerobic trường chúng ta. Chào. Xin cảm ơn quý thầy cô, quý vị đại biểu. Phần trao thưởng của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, và giờ phút chúng ta mong đợi nhất trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay đã đến,
giờ phút tiếng trống trường rộn rã vang lên, báo hiệu một năm học mới đầy hăng say với nhiều nỗ lực và quyết tâm của thầy và trò nhà trường. Sau đây em xin trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Lê Ngọc Khái, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đánh hồi trống khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024. Trân trọng kính mời thầy. Và xin mời các bạn học sinh cùng đứng dậy để hòa chung không khí hân hoan ngày tự trường và chào đón năm học mới. Trường đã bắt đầu vang lên rộn rã trong những ngày thu vàng rực rỡ ở ngôi trường Trung học phổ thông Thủ Đức thân yêu. Tiếng trống rộn ràng gắn liền với truyền thống văn hiến, văn hóa lâu đời của dân tộc. Tiếng trống dồn dập như thúc giục chúng ta với khát vọng vươn lên trong học tập và lao động. Và hôm nay, trong thời khắc này, tiếng trống khai trường lại vang lên rộn ràng, thể hiện niềm tin, quyết tâm to lớn của cả thầy và trò trường Trung học phổ thông Thủ Đức cùng nhau xây dựng nhà trường vững mạnh, xuất sắc. Và trân trọng cảm ơn thầy, cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh. Và xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh ngồi. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, âm thanh rộn rã của tiếng trống trường đã báo hiệu năm học mới bắt đầu. Đây sẽ tiếp tục là một năm học phấn đấu và nỗ lực không ngừng của thầy và trò trường Trung học phổ thông Thủ Đức để làm vẻ vang hơn trang sử của nhà trường. Với tất cả tinh thần đó, chúng ta hãy tin tưởng trong năm học mới, trường Trung học phổ thông Thủ Đức sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp. Thay mặt cho ban tổ chức, em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và giúp đỡ của các cấp ủy đảng và chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự phối hợp giúp đỡ của các bậc phụ huynh, các lực lượng xã hội. Em xin tuyên bố lễ bế mạc khai giảng năm học 2023-2024 của trường Trung học phổ thông Thủ Đức. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn học sinh một năm học mới với nhiều thành tích xuất sắc. Trân trọng kính chào.